Ngân hàng nhà nước vừa công bố số liệu mới nhất liên quan đến tiền gửi của người dân và các tổ chức kinh tế vào hệ thống tổ chức tín dụng. Theo đó, tính đến cuối tháng 7, lượng tiền gửi từ người dân vào hệ thống ngân hàng tăng 305.672 tỷ tương ứng với 4,68% so với thời điểm cuối năm ngoái, so với cùng kỳ năm trước, lượng tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng thêm gần 449.000 tỷ đồng. Theo ghi nhận, tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng liên tiếp thời gian qua, kể cả giai đoạn lãi suất huy động giảm sâu.